Dạ, xin chào quý cô chú anh chị, các bạn trở lại kênh của quý nha. Hôm nay đi đưa khách đi tắm biển buổi sáng cả nhà ơi. Buổi sáng tắm biển rất là mát nha, trong lành nha. Tại khu du lịch Henri Cửa ha. Đồ Vương Henri Cửa. Rồi giờ quý sẽ quay lại cảnh toàn cảnh khuôn viên của khách tắm biển nha. Buổi sáng rất là đông vui vẻ nha. Đây. Đây người ta có những cái chòi ha, những cái ô như thế này là mình có thể ăn uống nghỉ ngơi ha. Buổi sáng tắm biển rất là đông cả nhà ha. Đó, với đang bước ra vào biển ha. Ngày hôm qua là chiều là do gió nhiều ở cả nhà, gió nhiều ha, cho nên là xuống biển thì tắm không có thích hợp, không có ngon bằng buổi sáng sớm ha. Sáng sớm sóng vừa mát mẻ, tập thể dục này kia luôn là rất là hợp lý. Đây đông nha cả nhà nha, tắm biển buổi sáng sức khỏe rất là tốt ha, cho nên là quý sáng sớm là chở khách xuống biển tắm ha. Đó, người dân là tắm rất là nhiều. Tôi sẽ quay thêm lại gần cho mọi người nghe. Ở xa xa kia là có rất nhiều khách vừa tắm xong người ta sẽ đi bộ ha. Đi tắm xong bước lên lạnh thì người ta sẽ đi bộ tập thể dục cho nó nóng người ấm người, sau đó tắm tiếp cả nhà ha. Vừa tắm vừa tập thể dục ha. Đó, hoàng hôn buổi sáng tại Phan Rí Cửa khu du lịch Đồi Dương cả nhà ha. Quý cô chú anh chị và các bạn ai chưa từng đến đây hay hãy đến đây một lần thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng quê Bình Thuận ha, những điểm du lịch hot nhất tại Bình Thuận vào mùa hè này cả nhà nha. Thể dục xong thì nằm ha, giải trí xả chết, suy nghĩ ngày hôm qua đến hôm nay là mình đã từng đi đến nơi nào đẹp nhất ha. Đây là khách của quý nha. À, khách của quý đang bạn tính là xuống xuống nước tắm là tắm xong hay đi tập dục hay là tập dục trước tắm sau ha. Đó. Có một số cô rồi mấy đứa em thì xuống tắm trước rồi, còn mấy bà chị đây thì đang check in chụp hình trước rồi sau đó tắm sau. Rất là đông ha, buổi sáng này rất là hoàng hôn, này rất là hoàng hôn ửng hồng, nó rất là đẹp đúng cả nhà. Không đâu đẹp bằng quê hương Bình Thuận, 86 mãi đỉnh đúng không, rất là đẹp đúng không cả nhà ha. Những anh chị nào mà sống ở gần biển á, mà hay ngủ trễ á, thì hãy xem clip này nha, để có động lực là tập thể dục nè, để có động lực là đi tắm biển nè, cho cái cuộc sống này nó muôn màu muôn vẻ ha, xem thú vị có đúng không cả nhà. Ừ không, thần đông càng ngày càng lên là cả nhà thấy không, rất là đẹp.
Nhưng anh chị em nào cần lấy một đoạn cái clip này để mà làm clip hay làm video làm phim thì quý sĩ cho phép luôn nha. Cứ download về chép làm thoải mái nha, bởi vì cho tô thêm sắc màu, cho quảng cáo thêm Bình Thuận Tuy Phong mình ha, rất là đẹp nha. À, phía trên đây cả nhà à, quý tâm lại gần cho cả nhà xem nha, rất là đông, cả nhà thấy không? À, có một số cô chú là vừa rồi tối là có sóng biển nó đưa vô rác rứa cả nhà, nó hơi dơ cho nên là sẽ có người dọn vệ sinh luôn nha, đó thấy không? Đây là hai cô chú đó, dọn vệ sinh ở nơi đây ha, bãi biển ha, cho khách tắm tham quan sạch đẹp, người cả nhà ha. À, quý sĩ rung gần nha, khách quý nha. À, có bà già của quý nữa nè, bà già vợ của quý nữa nè, tại về quê cho nên là đủ xu gia đi luôn. Bà cô xu gia cho nên là đủ bà già vợ quý đi luôn, tắm biển bà già cũng thích tắm biển lắm. Rồi, quay clip này kỷ niệm bà già vợ luôn nè, tắm biển với cái xu gia nè. Với mấy đứa cháu nè. À. À, khách giờ bắt đầu là khi mà check-in xong bắt đầu là đây là chắc là gia đình nè, check-in xong bắt đầu xuống tắm biển ha. Tại dân Phan Rí Tuy Phong mình là có thói quen là tắm biển như cả nhà nha. Buổi sáng tắm biển rất là tốt cho sức khỏe mà cái cuộc sống nó yêu đời nữa ha. Đây khách của quý nha, cái mà vui chơi rồi cát xong là cái cảm giác cái ấn tượng cuối cùng của khách quý là sẽ được tắm biển và hưởng được cái cảm giác rất là tuyệt vời ha cả nhà ha. Đi chơi là đúng cái cuộc vui luôn nha. Nếu cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu đi xe dịch vụ 4 chỗ 7 chỗ ha, khu vực Đồng Nai hãy liên hệ quý nha. Đi hết mọi tỉnh luôn nha, tất cả 24/24 alo là quý có mặt ngay nha. Đó, phía xa xa đây là quý sĩ rung cho cả nhà xem. Đây là quạt gió ha, quạt gió để lấy điện ha. Đây là của một tập đoàn lớn. Hiện tại ngày qua quý thấy đi xuống khu vực Hồ Thắng, Hồ Trắng cả nhà, thì đã xây dựng rất là nhiều ha, rất là nhiều rồi. Một số hoạt động, một số cũng đang chuẩn bị hoạt động ở dưới khu vực Hồ Thắng ha, đang triển khai rất là nhiều. Cái này gọi là quạt điện gió cả nhà, lấy điện từ sức gió cả nhà ha. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. À, khách biết của quý nha. Cả nhà cảm thấy khách của quý đi chuyến này về cái hành trình rất là vui thì hãy để lại một like ha, để một bình luận, một giao lưu. Rồi những quý cô chú anh chị các bạn nào có cần tư vấn về những điểm du lịch hot ha, từ tắm biển cho tới du lịch đi chơi bơi thuyền rồi đi câu cá, đi ăn uống, check in tại Bình Thuận, khu du lịch Bình Thuận, tất cả từ đồi sứ Hòn Rơm Mũi Né đến khu du lịch Mũi Tàu tất cả ha, thì hãy để bình luận ở dưới quý sĩ tư vấn ha. Mặc dù khách không đi quý thì nhưng mà khách có nhu cầu biết về những cái điểm tham quan du lịch tại Bình Thuận thì hãy để bình luận dưới quý sẽ tư vấn nhiệt tình ha, miễn phí cả nhà ha, đừng ngại ngùng, bởi vì cuộc sống là mình nên chia sẻ những điều tốt đẹp nhất cả nhà nha. À, quý sẽ quay một đoạn hừng đông đang có mặt trời lên nữa, rất là đẹp hơn nữa, thì sau đó quý sẽ kết thúc livestream nha. Chắc có thể là khoảng cái 3 phút nữa quý sẽ kết thúc livestream. Cảnh hừng đông rất là đẹp nha, khi mà lên hình rất là đẹp. Ở nhà thấy hừng đông không? À, rất là đẹp.
cỏ xanh, mây trắng, hừng đông đỏ vàng ha, cả nhà ha. Sau khi tắm biển xong, quý sẽ chở khách đến chợ của Phan Trí Cửa ha, là điểm trung tâm buôn bán những thứ hải sản tươi thì khỏi bàn rồi, phải nói là vừa mới lên bờ luôn cả nhà ha, đi biển xong rồi vừa mới lên bờ luôn, mà được cái là rẻ nữa cả nhà ha, giá cả rất là rẻ nha. Chứ nó giá ở đây thì tại bờ biển người ta đã bắt lên nó sẽ khác, mà cái hàng tươi sống nó sẽ khác so với ở thành phố những nơi xa biển nha. Đó. Thì quý đi đến những nơi du lịch nào á, quý sẽ xin phép khách hàng ha, quý sẽ live stream, sẽ ghi lại những hình ảnh, những cái kỷ niệm, chụp những tấm hình lưu niệm kỷ niệm của khách khi mà đi đến với dịch vụ du lịch của quý nha, cũng như là đến với du lịch của Bình Thuận, mình sẽ ghi lại những hình ảnh đẹp nhất, và khách có nhu cầu lưu hình ảnh lại thì sẽ lưu lại để làm kỷ niệm trong cái cuộc đồng hành cuộc du lịch trong cái chuyến tham quan tại Bình Thuận ha cả nhà ha. Cảnh tượng này mà dành cho những cặp đôi đang yêu nhau ha cả nhà ha, đang dự định đến một nơi địa điểm nào du lịch mà nó vừa có biển nè, vừa có sóng nè, vừa có hải sản ăn tươi sống nè, đó, sáng sớm sẽ có một cảnh hừng đông nè, để mà cho nó ấm áp tình cảm nè, cho cái cuộc tình nó đẹp, nó trọn vẹn hơn, thì hãy đến nơi đây ở nhà ha, tại vùng đất biển Bình Thuận, các bạn sẽ được thưởng thức những món đặc sản, những cái khung cảnh, những cái cảm xúc tuyệt vời nhất tại vùng quê của quý nha. Chủ quý chuyển qua Đồng Nai sống nhưng mà quê hương là chùm trái ngọt, đúng cả nhà, không thể quên được ha. Mỗi lần quý về quê là có những cái cung bậc cảm xúc nó khác nhau ha. Cho nên là quý muốn giới thiệu tất cả khách của các tỉnh biết được cái vùng quê mình nó đẹp, nó thiên nhiên, mà nó hài hòa, mà nó có những cái điểm đặc sắc, những món ăn, những cái nơi du lịch mà nhiều người ta không biết đến, quý sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người ha. Mà những khách hàng của quý đi qua những nơi mà quý tư vấn rồi thì không bao giờ mà chê vào đâu được, đúng không cả nhà? Cảnh như thế này thì chê vào đâu được. Những nơi khác thì chỗ nào quý biết quý sẽ tư vấn cho khách hàng, giống như là mình vừa làm tài xế mà vừa làm hướng dẫn viên du lịch luôn cả nhà. Còn nơi địa phận của quý thì quý sẽ tư vấn nhiệt tình, bởi vì chỗ nào quý cũng biết hết cả nhà ha. Mọi người xem livestream của quý sớm giờ cứ tưởng là quý là hướng dẫn viên du lịch không cả nhà, đúng không? Thật sự quý chỉ là anh tài xế thôi nha. Anh sửa đừng gọi lấn sang nghề tài xế cả nhà nha. Đó, cả nhà thấy không? Quý sẽ quay một vòng đến Hừng Đông nha. Đó, Hừng Đông nha. Đẹp cả nhà ha, không chia vào đâu được. Ồ, khách của quý đâu hết rồi ta? Khách của quý như đi ra xa rồi sao á? À, khách của quý lên bờ rồi nha, tắm xong lên bờ rồi vận động tay chân, tập thể dục, sau đó xuống tắm một phát nữa, rồi sau đó lên tắm nước ngọt ha. Có nước ngọt bãi bãi luôn nha, có nước ngọt lên tắm nước ngọt, thay quần áo cho nó khỏi ngứa này kia, sau đó là bắt đầu đi chợ mua hải sản về ăn uống, rồi tiếp tục hành trình trở vào biên hòa Đồng Nai để thứ hai là bắt đầu một công việc mới, và hẹn vùng đất du lịch Tiên Phong Bình Thuận một ngày gần nhất ở nhà ha. Rồi, vậy tôi quý xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà một buổi sáng an lành ha. Những ai cần tư vấn như quý đã nói, những ai cần tư vấn, cần đến những nơi đây cần xin hỗ trợ chỗ ấy liên hệ quý nha. Rồi, xin chào cả nhà nha.